ATM Lucky, Hải Long Land, Mic Group đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giờ, đây là chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút trên kênh thông tin Invest TV. Chương trình hôm nay ngày 19 tháng 4 sẽ có nhiều thông tin nổi bật như sau. BOT Cai Lậy sẽ thu phí trở lại trong tháng 5. Các địa phương vào cuộc chặn sốt đất ảo. Giá thuê văn phòng cao cấp vẫn tiếp đà giảm. Mặt bằng trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục vắng bóng khách thuê. Đẩy nhanh tiến độ dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Hội An khởi công tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái 2.300 tỷ đồng. Bất động sản Đà Nẵng hưởng lợi từ đề án trung tâm tài chính. Thưa quý vị, đại diện dự án BOT Cai Lậy vừa cho biết là trạm thu phí tuyến tránh Cai Lậy đã cơ bản hoàn thành và dự kiến sẽ tiến hành thu phí vào tháng 5 năm nay. Dự kiến trạm BOT tuyến tránh Cai Lậy tỉnh Tiền Giang sẽ thu phí trở lại trong tháng 5. Tuy nhiên, đối với 41 xã phường thị trấn của các huyện thị xung quanh trạm này vẫn được miễn giảm giá vé như trước đây. Xe không kinh doanh sẽ được miễn phí hoàn toàn, còn xe kinh doanh sẽ được giảm một nửa giá vé khi đi qua trạm này. Khi thu phí trở lại vào tháng 5 này thì sẽ thực hiện thu liên trạm và xe đi qua hai trạm chỉ trả tiền vé cho một trạm. Dự kiến mức giá vé đối với phương tiện loại 1 qua trạm trên quốc lộ 1 là 15.000 đồng một lượt, trong khi trên tuyến tránh là 25.000 đồng một lượt. Khi thu phí trở lại sẽ tiếp tục thực hiện phân luồng xe như quyết định trước đó của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tức xe từ 29 chỗ và xe từ 30 trở lên phải đi vào tuyến tránh. Những ngày qua, các địa phương nơi đang diễn ra hiện tượng sốt đất tiếp tục đưa ra các văn bản chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn nhằm ngăn chặn tình trạng sốt đất ảo. Các địa phương đã lần lượt lên tiếng cảnh báo tình trạng sốt đất và công khai quy hoạch. Gần đây nhất, tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các địa phương sở ngành tăng cường công tác phối hợp với các chủ đầu tư, các cơ quan báo chí để công bố thông tin rộng rãi về các dự án trên các phương tiện truyền thông để người dân nắm bắt các thông tin. Đặc biệt, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh ra văn bản nghiêm cấm cán bộ công chức tham gia các hoạt động môi giới bất động sản, tiếp tay cho đầu cơ, buôn bán đất đai. Tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, trước thông tin thị xã chuẩn bị lên thành phố trực thuộc tỉnh, chính quyền địa phương cũng chọn cách công bố thông tin rõ ràng để các nhà đầu tư nắm rõ. Ngay lập tức, các cảnh tập trung dắt mối cò mồi mua bán đất đã được hạn chế. Trước tình hình trên, đại diện Bộ Xây dựng đã lên tiếng yêu cầu các địa phương phải công khai quy hoạch, tránh thông tin mù mờ để các môi giới lợi dụng tung tin tạo sốt đất ảo. Nhờ các giải pháp mạnh tay này, theo ghi nhận, giao dịch bất động sản tại một số địa phương đã có dấu hiệu hạ nhiệt dù giá vẫn neo ở mức cao. Theo Bộ Xây dựng, để xóa bỏ tình trạng này thì vấn đề quy hoạch tại các địa phương cần được minh bạch, người dân phải được cung cấp thông tin và dễ dàng tiếp cận. Thưa quý vị, báo cáo thị trường văn phòng thành phố Hồ Chí Minh của CBRE cho biết, trong quý 1 năm 2021, cao ốc hạng A cao cấp bị trống chiếm 14%, giá thuê rớt từ 1,7 đến 2% so với quý trước, song đà giảm tốc bắt đầu chậm lại. Sau năm 2020 đầy khó khăn, thị trường văn phòng cho thuê bắt đầu ghi nhận một số tín hiệu phục hồi trong quý đầu năm 2021, khi làn sóng giảm giá thuê có dấu hiệu chậm lại. Vào quý 1, giá cho thuê trung bình của phân khúc hạng A giảm 1,7% so với quý trước, trong khi cùng kỳ năm ngoái đã giảm giá thuê mạnh mẽ hơn nhiều. Đối với các dự án hạng B, giá cho thuê tiếp tục giảm nhẹ 0,9% so với quý trước. Mức giảm đến từ các dự án có mặt bằng trống thay đổi trong quý. Một số tòa tháp mới chào sân thị trường trong quý được chủ đầu tư chủ động giảm giá. Tuy nhiên, mức giảm giá thuê của các tòa nhà văn phòng nhìn chung đã chậm lại so với giai đoạn thấm đòn đại dịch năm 2020. Trong 3 tháng đầu năm 2021, giá thuê văn phòng hạng A ghi nhận ở mức 42,1 đô la Mỹ một mét vuông một tháng và giá thuê thị trường hạng B ghi nhận ở mức 25,1 đô la Mỹ một mét vuông một tháng. Quý vừa qua, tỷ lệ trống trung bình hạng A ở mức 14,2% và tỷ lệ trống trung bình tòa nhà hạng B ở mức 9%, cho thấy văn phòng cao cấp vẫn chịu nhiều áp lực hơn với các phân khúc khác. Tuy diện tích trống của thị trường văn phòng thành phố Hồ Chí Minh còn khá nhiều và chưa thể hồi phục so với giai đoạn trước Covid-19, nhưng nhu cầu cho thuê mới bắt đầu quay trở lại, giúp tổng diện tích thuê thực trong quý đạt 19.655m2 một sàn.
Mặt bằng kinh doanh trên các tuyến phố trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục trong tình trạng đóng cửa then cài. Nhiều chủ nhà chấp nhận giảm mạnh tiền thuê nhưng khách thì vẫn vắng bóng bởi lo ngại hoạt động kinh doanh bấp bênh nếu dịch bệnh bùng phát. Mặt tiền đường Nguyễn Trãi, tình trạng mặt bằng đóng cửa san sát đã kéo dài hơn một năm nay kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện. Tuyến phố trung tâm vốn nổi tiếng với những cửa hàng thời trang hoạt động nhộn nhịp nay điều hưu. Một chủ cửa hàng trên tuyến đường này cho biết trước đây hoạt động kinh doanh thuận lợi, phụ thuộc vào du khách trong và ngoài nước tấp nập. Nhưng từ khi dịch bệnh xuất hiện thì du khách không còn, đặc biệt là khách quốc tế khiến mua bán chẳng được bao nhiêu. Dù chủ nhà đã giảm mạnh giá thuê so với trước nhưng không cứu nổi khách thuê phải trả mặt bằng. Khảo sát thực tế hiện nay trên nhiều tuyến phố trung tâm như Nguyễn Trãi, Lê Lai, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng, mặt bằng kinh doanh bị bỏ trống vẫn còn rất nhiều. Theo các chuyên gia nghiên cứu thị trường, dịch bệnh kéo dài và còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát khiến tâm lý của khách thuê lo ngại. Một số khách trả mặt bằng để chuyển đổi sang hình thức kinh doanh online. Do đó, dù nhiều chủ nhà đã giảm mạnh giá thuê, nhưng mà tình trạng trả mặt bằng vẫn tiếp tục diễn ra. Đã nỗ lực không ngừng tìm hiểu, xây dựng, nghiên cứu, đưa ra giải pháp và cho ra đời dòng bánh lạnh theo công nghệ Nhật Bản. Sử dụng công nghệ làm lạnh nhanh IQF cho hàng dùng từ 12 đến 16 tháng. Tiết kiệm tối đa chi phí, tăng khả năng vận chuyển trên toàn quốc. Giá cạnh tranh so với thị trường. Chất lượng, hương vị độc bộ cho tất cả sản phẩm. Khả năng cung cấp số lượng lớn. Đa dạng sản phẩm và dễ sử dụng. Chúng tôi tự hào tìm được và giữ được hương vị bánh theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản, trao giải pháp hữu ích đến doanh nghiệp. Kishin, giải pháp hoàn hảo cho khó khăn của bạn. Từ 1 tháng 10 đến 30 tháng 11 năm 2021, Eurowindow khuyến mãi 15% giá trị hợp đồng trước VAT và tặng voucher ưu đãi 15% có giá trị sử dụng đến hết 31 tháng 12 năm 2021. Đặc biệt, 100% khách hàng được nhận quà chăm sóc sức khỏe với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng. Chương trình áp dụng cho tất cả khách hàng mua sản phẩm của Eurowindow lắp đặt cho công trình nhà riêng trên toàn quốc. Hãy liên hệ ngay với Eurowindow để biết thêm thông tin chi tiết. Eurowindow, tiên phong, kiến tạo, đồng hành.
Bạn còn thiếu gì cho chất sống hạng sang? Di chuyển bằng khoang hạng sang, lựa chọn xe full option hạng sang, nghỉ dưỡng tại điểm đến hạng sang sẽ chưa đủ nếu bạn chưa sở hữu căn hộ hạng sang được Matrix One. Kết nối trực tiếp với sân vận động Mỹ Đình kế bên bộ ngoại giao, tổ hợp đường Matrix One sở hữu không gian cảnh quan lan tỏa theo chiều rộng, khoảng xanh đa lớp trải khắp theo chiều thẳng đứng, tầm nhìn panorama triệu đô, thiết kế thời thượng đường Matrix One, sản phẩm hạng sang của tập đoàn Big Group. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An cho ý kiến về kế hoạch triển khai đầu tư dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh để có thể sớm thực hiện. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tuyến đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011. Theo quy hoạch, tuyến đường này cần phải hoàn thành xây dựng trước năm 2020, nhưng mà đến nay mới chỉ có 16,3 trên 89 km trên địa phận tỉnh Bình Dương được đưa vào khai thác với quy mô 6 làn xe. Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo Thủ tướng về phương án triển khai dự án, tuy nhiên đến nay chưa thu xếp được nguồn vốn. Bộ Giao thông Vận tải đã cập nhật giá trị tổng mức đầu tư, chi phí xây dựng, chi phí giải phóng mặt bằng trên từng địa phận các địa phương. Trên cơ sở đó, thì Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương liên quan có ý kiến về khả năng đảm nhận đầu tư các đoạn vành đai 3 trên địa phận của mình. Trường hợp địa phương đảm nhận đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị địa phương đề xuất cơ chế thực hiện, ví dụ khai thác quỹ đất hai bên tuyến, hỗ trợ trung ương nếu cần. Trường hợp Bộ Giao thông Vận tải chủ trì đảm nhận, đề nghị các địa phương có ý kiến về khả năng chịu toàn bộ kinh phí giải phóng mặt bằng. Thưa quý vị, mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch sinh thái Cồn Bắp đã chính thức khởi công dự án tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái và trải nghiệm văn hóa Hội An Dior tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Hội An Dior có quy mô khoảng 24,5 hectare, được quy hoạch thành tổ hợp nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa với các phân khu bao gồm phân khu nhà ở với các loại hình bất động sản như shophouse, villa, condotel, boutique, khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại, công viên sinh thái, quảng trường cộng hưởng và không gian văn hóa Trịnh Công Sơn. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 2.330 tỷ đồng. Dự án do Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch sinh thái Cồn Bắp làm chủ đầu tư, BCG Land và VN Group là đơn vị phát triển dự án. Dự án sẽ tập trung vào việc đem lại trải nghiệm cho du khách với không gian nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao cùng hệ tiện ích đa dạng. Hội An Dior được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của các du khách trong nước và quốc tế, góp phần đào vào sự phát triển du lịch của Hội An trong tương lai. Đề án xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm tài chính khu vực vừa được Thủ tướng phê duyệt mới đây. Theo đó, trong giai đoạn 2030-2045, thành phố Đà Nẵng sẽ được tập trung phát triển mạnh, trở thành tâm điểm thu hút làn sóng đầu tư của cả trong và ngoài nước. Thông tin phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính khu vực đang khiến cho giới đầu tư xôn xao, nhất là lĩnh vực bất động sản vốn đang thu hút nhiều ông lớn bất động sản như Vingroup, Sun Group, Sunshine Group. Nhiều nhà đầu tư cũng kỳ vọng vào tiềm năng tăng giá, nhất là những dự án ở khu vực dự kiến quy hoạch thành trung tâm tài chính. Bên cạnh đó, đặc khu kinh tế được hình thành giúp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đến Đà Nẵng. Trong tương lai, đây sẽ là điểm đến của cộng đồng cư dân trong và ngoài nước, kéo theo nhu cầu về nhà ở tăng cao. Giới chuyên gia đánh giá, đường Võ Văn Kiệt là điểm nhấn phát triển tại trung tâm tài chính khu vực. Đây là trục kinh tế xương sống của Đà Nẵng, là con đường thịnh vượng kết nối đến nền kinh tế đa dịch vụ. Cư dân xuất phát từ đây có thể thuận lợi di chuyển đến sân bay, bến tàu hay các điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng trên đường Võ Nguyên Giáp. Do đó, các dự án nằm trong lõi tài chính có điều kiện thu hút nguồn lực đổ về.
Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị, cũng như xin được cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Long, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mic Group Việt Nam, Công ty Cổ phần ATM Lucky Việt Nam. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế bất động sản. Và nếu quý vị cần tư vấn hay có bất cứ thắc mắc nào về chương trình, xin vui lòng liên hệ theo số hotline 0823465555 hoặc địa chỉ email banbiantap@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.